thanh niên hoi này quay người huýt sáo chọc ghẹo một người phụ nữ. Người phụ nữ cực kỳ sửng sốt, cô ngây người vài giây, rồi cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh. Bầu không khí dường như đã hoàn toàn ngưng động lại, cậu bé có chút bối rối. Tại sao tất cả mọi người lạ cứ nhìn về phía mình thế nhỉ? Người phụ nữ khẽ lắc đầu rồi sải bước về phía chiếc xe tải. Những người da đen khác đều vô cùng hoảng loạn, vội vàng chạy vào xe để trốn. Ở miền Nam nước Mỹ có nạn phân biệt chủng tộc cực kỳ gay gắt, nên những hành động trêu chọc người da trắng chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Quả nhiên, đến tối đám người da trắng đã bắt trói cậu bé Emmett lại. Đợi đến khi mọi người lần nữa nhìn thấy cậu, thì cậu đã là một cái xác không còn ra hình thù con người nữa. Bởi vì cậu đã bị người ta đánh đập dã man, sau đó bắn chết ném xuống sông. Emmett sinh ra và lớn lên ở Chicago, từ nhỏ đã được gia đình nâng niu, chiều chuộng. Mẹ cậu là một nhân viên của Bộ Quốc phòng, cũng là người phụ nữ da đen duy nhất ở đó. Cha cậu là người đứng đầu quân đội, nhưng đáng tiếc là đã hy sinh trong một trận chiến. Vì được sống trong môi trường được cả nhà cưng chiều, khiến cho Emmett luôn cảm thấy tràn đầy tự tin. Sau khi biết mình có thể đến nhà của anh trai họ, ở miền Nam nước Mỹ để trải qua kỳ nghỉ hè, cậu ấy cực kỳ phấn khích. Nạn phân biệt chủng tộc ở các thành phố phía Bắc không nghiêm trọng như ở miền Nam. Cậu bé cũng chưa từng bị bất kỳ người da trắng nào gây khó dễ cả. Thế nên ngay cả khi nghe những lời nhắc nhở, căn dặn của mẹ, Emmett vẫn bày tỏ sự không tán thành, cậu không tin vào điều mẹ nói. Trước khi đi, mẹ cậu lại lần nữa dặn đi dặn lại về việc nên cẩn thận như thế nào khi sống ở đó. Emmett gật gật đầu lấy lệ rồi đi lên tàu hỏa cùng với anh họ. Ai mà biết được lần tạm biệt này lại chính là lần nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con nhà họ. Cánh đồng bông ở khu vực phía Nam đứng đầy những người da đen đang vất vả lao động. Emmett đứng ở nơi này cảm thấy rất lạc lõng bởi vì được sinh ra và lớn lên ở thành phố. Emmett chỉ có thể nói chuyện với những người họ hàng thân thích với mình. Sau khi kết thúc công việc đồng áng, cậu đi theo anh trai đến một cửa hàng tiện lợi để chơi. Emmett từ nhỏ đã vô tư chẳng suy nghĩ gì mà cứ tự nhiên bước vào bên trong. Cậu không thèm để ý đến ánh mắt khinh khỉnh của người phụ nữ, cậu tự tiện bốc vài viên kẹo ngọt. Khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ, Emmett ngay lập tức sững người. Trông chị như một ngôi sao nổi tiếng trên TV vậy. Cái gì cơ? Emmett tự biên tự diễn rút ví tiền của mình ra, giơ bức ảnh của nghệ sĩ nổi tiếng cho cô xem. Nhưng cậu lại không chú ý đến gương mặt dần trở nên đen kịt của người phụ nữ. Thấy tình hình có vẻ không ổn, anh họ Emmett vội vàng chạy đến kéo cậu ra ngoài. Nhưng trước khi lên xe, Emmett đã dừng bước rồi quay lại, liếm liếm môi một cái rồi huýt sáo. Người phụ nữ thật sự bị sốc nặng, còn tất cả mọi người xung quanh đều sững sờ. Emmett thấy tình hình không được đúng cho lắm, liền dùng ánh mắt tò mò dò hỏi họ hàng thân thích. Mà anh họ cậu lại càng quan tâm đến phản ứng của người phụ nữ. Người phụ nữ đó khẽ lắc lắc đầu rồi sải bước đi thẳng đến chỗ xe tải. Ở đó có khẩu súng lục của cô ta, cô muốn dạy cho con quỷ da đen này một bài học nghiêm túc. Những người da đen ở đó sợ hãi, hoảng loạn chạy trốn, thậm chí ngay đến cả dũng khí để giải thích cũng không có. Ở phía sau, người phụ nữ giơ súng lên, nhưng mãi cứ không bóp cò nổ súng. Dường như là có tâm linh tương thông, mẹ của Emmett đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cô nghỉ việc giữa chừng đi đến tìm người chồng hiện tại của mình, nói muốn đi đến miền Nam nước Mỹ ngay bây giờ. Nhưng chồng cô lại vì bận bịu công việc, thế là đã lùi ngày xuất phát sau vài ngày. Emmett lúc này vẫn còn đang cười đùa rất vui vẻ, dường như không hề ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. Tuy rằng mọi chuyện đã qua 3 ngày rồi, nhưng anh họ Emmett vẫn cảm thấy lo lắng, bất an. Em không nhìn ra được tình huống ở nơi này sao? Những điều mà em làm với cô Caroline đó đủ để chết thảm 2 lần rồi đó. Vốn tưởng rằng đó chỉ là sự lo lắng dư thừa, nhưng buổi tối hôm đó có người đã gõ cửa nhà của bác Emmett. Tôi muốn nói chuyện với cái tên đã ăn nói linh tinh với Caroline hôm đó. Một cậu nhóc người da đen vậy mà lại dám tán tỉnh, trêu ghẹo phụ nữ người da trắng. Mặc dù cậu đã thoát được vụ nổ súng hôm đó, nhưng không thể nào thoát được chồng của cô. Biết được là người da trắng tìm đến gây rắc rối, Emmett lại chẳng chút hoảng sợ. Thậm chí trong sự bình tĩnh lại còn có một chút khinh bỉ, cho đến khi bọn chúng xông thẳng vào căn nhà tồi tàn này. Mày chính là thằng da đen chán sống đó hả? Emmett bối rối hỏi bọn chúng là ai? Nhưng đối phương không trả lời, chỉ bảo cậu mau chóng mặc quần áo tử tế vào. Bác của Emmett đứng ở bên cạnh hèn mọn lý nhí cầu xin họ đừng làm như vậy. Nhưng những người da trắng đó không hề đáp lại, tuy rằng không biết mình sẽ đi đâu. Nhưng Emmett vẫn rất vô tư xỏ đôi tất, mặc quần áo đàng hoàng. Cậu dường như không hề ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chúng tôi muốn dạy cho cậu ta một bài học. Vợ của bác chạy ra ngăn họ lại, cô không ngừng nói lời xin lỗi. Thậm chí trong những lời xin lỗi đó đã lồng ghép thêm cả tiếng nức nở. Thế nhưng ở khu vực miền Nam của nước Mỹ, người da trắng chính là kẻ mạnh từ trong trứng. Ngay cả khi có trăm lo ngàn lắng, người bác cũng không dám ngăn họ lại. Nhìn Emmett bị họ hung hăng ném vào trong xe, anh ngoài lo lắng thì cũng chẳng thể làm được gì cả. Bọn họ khống chế Emmett rồi bóp miệng của cậu. Caroline, có phải là thằng quỷ da đen này hay không? Người phụ nữ dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn rồi từ từ gật đầu. Chỉ là một cái gật đầu xác nhận như vậy, thôi cũng đủ để lấy đi mạng sống của một cậu bé người da đen. Chiếc xe khởi hành, từ từ rời đi, người chú chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu của mình bị người da trắng bắt đi. Vốn tưởng rằng Emmett sẽ quay trở lại vào ngày hôm sau. Nhưng anh họ lại thấy đám người da trắng bế Emmett lên xe từ đó, trở đi không còn tung tích. Chuông điện thoại reo lên, người phụ nữ vội vàng chạy ra khỏi nhà. Cô ấy lòng như lửa đốt, nhưng lại chẳng thể làm được bất kỳ điều gì cả. Dưới sự giúp đỡ của bố mình, Mamie tìm được một vị luật sư người da đen có thẩm quyền cao. Ngay cả khi anh ấy có 3 đầu 6 tay đi chăng nữa thì nước xa cũng không thể nào cứu được lửa gần. Cho dù cô có quen biết cả thị trưởng,
hay thống đốc cũng không thể nào giúp được gì cả. Căn bản họ không thể nào mở rộng điều tra việc này được. Mimi bắt đầu tiếp nhận những cuộc phỏng vấn, thậm chí còn đăng bài tìm kiếm tung tích con trai mình lên báo. Ngay lập tức dậy lên một làn sóng lớn ở Chicago, thậm chí còn gián tiếp ảnh hưởng đến cả nước. Nhưng chính vào lúc tất cả mọi thứ đang phát triển theo đúng hướng của nó, thì người bác lại gọi điện tới, bọn họ đã phát hiện ra thi thể của Emmett ở một con sông. Vì để ngăn chặn việc mình có thể sẽ bị ngã, Mimi đã phải ngồi trên xe lăn. Nhưng giây phút cô chạm vào cỗ quan tài đó, cô vẫn đau đớn đến mức không chịu được mà ngất đi. Cô khó khăn lắm mới bình phục lại hơi thở, thế nhưng khi tấm vải trắng được vén ra, cảm xúc đau đớn lại một lần nữa dâng trào. Thi thể của Emmett không còn chỗ nào lành lặn, toàn thân bầm tím, rõ ràng đã bị người ta đánh đập man dợ đến chết. Mimi đặt tay lên chân của con trai mình, như thể cô vẫn đang mong chờ được con mình đáp lại. Nhưng đến cuối cùng thứ cô đợi lại được chỉ là tiếng khóc dấm dứt của chính mình. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Mimi bảo chồng mình mang bộ tây trang mà Emmett thích nhất khi còn sống đến. Cô muốn thay quần áo cho con trai mình, đồng thời cho cả thế giới nhìn thấy những gì mà cậu đã gặp phải. Cô tiếp nhận phỏng vấn, cô công bố cho tất cả mọi người những chi tiết về thi thể của con trai. Đồng thời còn mời các phóng viên nhà báo, giúp gia đình họ chụp lại bức ảnh lưu niệm duy nhất của gia đình ba người. Bức ảnh được đăng lên gây ra sự phẫn nộ của người dân cả nước. Nhưng vào buổi diễn ra tang lễ hôm đó, lại không có một người da trắng nào đến cả. Sự phản đối của người dân diễn ra gay gắt, thậm chí còn gây áp lực cho tổng thống đang cầm quyền. Nhưng ngay cả khi có như vậy, cũng chẳng có bất kỳ ai vì cậu bé Emmett giải oan. Thậm chí những tên đã hại chết cậu, lúc này vẫn được những người da trắng giang tay bảo vệ. Sau khi chôn cất cẩn thận cho con trai mình, Mimi quyết định dạy cho đám người da trắng đó một bài học nhớ đời. Cậu bé này chỉ làm hành động huýt sáo với một người phụ nữ mà đã bị đám người da trắng ra tay đánh đập dã man. Hình dáng lúc chết thì thảm không dám nhìn, vì để dạy cho đám người da trắng đó một bài học. Mẹ của cậu là Mimi đã kiện những người đó ra tòa, nhưng ở một nơi có nạn phân biệt chủng tộc gay gắt như miền Nam nước Mỹ, thân phận của người da đen không chỉ dừng lại ở hẹn mọn, thấp kém. Là người nhà của nạn nhân, là một nguyên đơn trong vụ án. Nhưng trước khi bước vào trong tòa, lại phải trải qua một công cuộc khám xét cơ thể đầy nhục nhã. Họ để cho một người đàn ông sờ sờ mó mó từ trên xuống dưới người cô, mà những người da trắng kia lại không bị ai ngăn lại cả. Ngay đến cả luật sư của người phụ nữ kia cũng không chấp nhận cái bắt tay của Mimi. Trong buổi xét xử, ngay cả khi đối mặt với bằng chứng chắc chắn, nhưng người phụ nữ da trắng đó mặt vẫn rất điềm nhiên, cô ta dỗ dành, vỗ về con trai của mình nhẹ nhàng và ấm áp. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, Mimi thật sự đã bị sững người rất lâu, dường như cô đang chìm vào những ngày tháng vui vẻ ngày trước. Bởi vì nhân chứng quan trọng không xuất hiện ở tòa, thế nên chỉ có thể tạm ngừng xét xử. Đi dọc theo con đường, Mimi đi đến cửa hàng tiện lợi đó, rồi lại đi đến nhà của anh trai. Dường như chỗ nào cũng có hình bóng của con trai mình. Cho đến khi cô ôm chặt lấy người cháu của mình, thì vô tình nhìn thấy khẩu súng săn treo trên tường. Mimi không thể nào tin nổi, trong nhà rõ ràng là có vũ khí. Nhưng anh trai cô vẫn trơ mắt đứng nhìn con trai cô bị người ta bắt đi. Anh rõ ràng có súng. Anh đã đứng nhìn bọn chúng bắt con trai của em trong bao lâu vậy hả? Nếu như anh bắn bọn chúng sẽ giết cả gia đình của anh. Anh không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Thấy anh trai đau lòng tự trách như vậy, Mimi nhất thời ngây người tại chỗ. Tối hôm đó, anh bắt buộc phải đưa ra lựa chọn. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, anh bắt buộc phải lựa chọn. Và anh đã lựa chọn con của mình chứ không phải con trai em. Đêm hôm đó, không chỉ có hai người da trắng với khẩu súng đâu. Nhất thời, Mimi rơi vào băn khoăn, rối rắm. Cô không biết rốt cuộc là ai là người đã làm sai mới dẫn đến cái chết của con trai mình. Trong buổi lễ xét xử, người bác của Emmett thẳng thắn đưa ra lời khai, không giấu bất kỳ một sự thật nào. Nhưng điều khiến người ta không thể nào sốc hơn là anh lại bị tất cả những người da trắng ở đó chế giễu, chê cười. Như thể cái chết của một người da đen vốn chẳng hề quan trọng gì vậy. Anh lấy hết dũng khí đứng trước tất cả chỉ thẳng mặt những người đã hại cháu mình, dường như anh không còn quan tâm đến hậu quả sau đó nữa. Nhưng đối diện với lời khai của nhân chứng, đám hung thủ vẫn vô cùng điềm tĩnh, luật sư biện hộ thì bắt đầu lên tiếng phản bác. Nếu như anh đã chứng kiến sự việc đó, vậy tại sao anh không gào lên? Hay là hét lên kêu cứu hoặc làm bất kỳ điều gì đó? Tôi không dám. Người phụ nữ da trắng Caroline lúc này vẫn điềm nhiên ngồi đó, đối diện với những lời buộc tội, cô ta còn nở nụ cười nhàn nhạt, thậm chí còn thuận theo sự dẫn dắt của luật sư, bắt đầu vu oan giá hoại rằng Emmett đã quấy rối cô ta, thậm chí còn xúc phạm mình. Tại một nơi đặt người da trắng lên hàng đầu ở miền Nam, muốn đòi lại công lý cho một cậu bé người da đen, chẳng khác gì một giấc mộng viển vông. Cảnh sát trưởng đứng ra làm nhân chứng, ông ta tỏ ra vô cùng quá quýt, thậm chí còn lên tiếng đặt ra nghi vấn rằng có lẽ thi thể đó biết đâu không phải là thi thể của con trai Mimi. Con trai của cô có khi bây giờ đang cợt nhả, đùa bỡn, tán tỉnh người phụ nữ khác ấy chứ. Mimi nhận ra được con trai mình, đó là cậu bé được cô nuôi nấng bằng tất cả tình yêu suốt 14 năm. Sao cô có thể nhận nhầm được cơ chứ? Nhưng luật sư bào chữa lại lấy ra bức ảnh trước khi bị hại của Emmett để hỏi. Sau đó lại lấy ra bức ảnh thi thể bị hành hạ đến chết của cậu, dùng nó để làm nhục Mimi. Dùng nó để xúc phạm toàn bộ những người da đen trong cả nước. Ngay cả khi đó là lời phản bác đầy nước mắt của người mẹ, cô nức nở khẳng định đó là con trai mình. Thế nhưng đổi lại chỉ là một câu rất điềm nhiên của hội đồng xét xử. Tôi biết rồi, bọn họ lại giết chết con trai tôi, một lần nữa.
phiên tòa vẫn chưa kết thúc, Mimi đã rời khỏi nơi đó. Cô đã biết trước được kết quả rồi, những kẻ giết người kia sẽ được phán vô tội, thậm chí ngay đến cả tội danh bắt cóc cũng không phải nhận. Từ đó trở đi, Mimi dùng hết sức lực của mình phục vụ cho hoạt động phong trào dân quyền, đòi lại công bằng cho người da đen. Ngay cả trong những cuộc phỏng vấn sau đó, những tên da trắng kia đã tự mình thừa nhận việc đã giết chết con trai cô, thì cũng không phải nhận bất kỳ hình phạt nào của pháp luật cả. Bọn chúng vẫn cứ được hoanh hoanh hoang hoang sống vui vẻ ngoài vòng pháp luật. Sự cố gắng, nỗ lực của Mimi đã đóng góp trực tiếp vào đạo luật dân quyền năm 1957. Nhưng mãi đến ngày 20 tháng 3, đạo luật chống phân biệt chủng tộc mới chính thức được thi hành. Mà hôm đó, đã qua thời gian mà con trai cô bị giết hại hơn 67 năm rồi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người đừng quên nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.